người nước ngoài họ sẽ yêu mình bằng tất cả những cái gì chân thật nhất mà họ cảm nhận. Chibu thẳng thừng chê trai Việt, tuyên bố chỉ lấy chồng nước ngoài. Chibu đã có một năm vô cùng thành công ở đất nước tỷ dân Trung Quốc khi liên tục tham gia những show truyền hình lớn nhỏ tại đây. Và cũng có thể vì vậy mà bây giờ cô nàng đã có rất nhiều những phát ngôn khiến cho netizen Việt không mấy hài lòng. Cụ thể là cô nàng nói rằng người nước ngoài sẽ không bàn tán hay có định kiến gì về nghề nghiệp của mình. Chị biết vì sao em nghĩ là sẽ quen với người nước ngoài không? Tại vì họ sẽ yêu em mà không có định kiến. Người nước ngoài họ sẽ yêu mình bằng tất cả những cái gì chân thật nhất mà họ cảm nhận. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ Đất Hà Thành cũng từng có phát ngôn khen ngợi hết lời đối với những sân khấu lớn tại Trung Quốc. Chị Bu cho biết, khi hát ở đây, cô cảm thấy rất thoải mái, không sợ bị mọi người dèm pha hay là chê bai giọng hát của mình. Nhiều netizen đã cho rằng, chị Bu có phần hơi thiên vị đối với đất nước tỷ dân mà quên mất rằng chính nhờ cộng đồng fan ở Việt Nam mà chị Bu mới có được ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về những phát ngôn của giọng hát Anh ơi ở lại? Hãy để lại chia sẻ cho Bình Điều biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ Bình News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!